Hello, xin chào các fly. Hôm nay bay sẽ review cho các bạn một bộ bài gì đây? Xuống Air Online. Đây chính là Kim Thị Tô tóc dài và em gái bồ anh ta. À không, xém bồ. Là em gái lộ hàng cho anh Kirito nhìn mấy lần mà tên gì hết nhỉ? Bay thì coi quên mất rồi. Nói chung là một em gái thuộc dàn harem của Kirito. À, Shinon, nhớ rồi. Đây có lẽ bộ này về cái cặp này chăng? Chúng ta sẽ xem bên trong bộ này có cái gì nào. Tạm gọi bộ này là Shinon Kirito bộ xanh lớn nha. Cái ruột đây rồi, và bay để ruột bên ngoài. Chúng ta sẽ xem thử bộ này có những gì nào. Tấm đầu tiên là tấm Joker Chúa Hề. Đó chính là ở phần 2. Không, Asuna ở phần 2 đó là tiên tóc xanh nè. Đang chơi bắt hợp với Yuki, em gái bị Sida. Ôi thôi. Một tấm hình rất trong sáng. À, chỉ có những bạn nào nghĩ đen tối mới tội. Tấm thứ hai đang trong thế giới Sword Art Online là phiên bản 1. Có Kirito, em Loli, con rồng của em Loli, em thợ rèn tóc hồng, dàn harem ba người đây. Và hai cái thằng này, ông này là cái gì? Akihito, là người sáng tạo ra Sword Art Online, và thằng cha này cũng thuộc dàn harem Kirito. Nếu các bạn nhớ ở phần 1, khi hai thằng này chia tay nhau lúc ban đầu á, thì Kirito đã buồn muốn khóc rồi. Hacker, em này tên gì ấy nhỉ, bay quay mất rồi. Chỉ nhớ là em thợ rèn với cái búa thôi. Baker là em họ của Kirito, nhưng lại có một cái thứ tình cảm đặc biệt, và có bộ bánh bao giá 50.000 một cái. Đây là Asuna ở phần 2, khi cô ta bị nhốt. À không, cái này phần 1 chứ. Bộ tóc phần 1 nhưng mà... À, bài nhớ rồi, là phần 2. Lúc mà bị thằng admin nó bắt cóc, nó liếm vô mặt ấy. Đây lúc mà bị nhốt trong lòng các bạn nha. Đây là trong game bắn súng Gungi Online, và có Shinon. Tấm nào có bóng hình dạng harem của Kirito cả. Lúc này là Kim Thị Tô, dạ gái để mà ngắm gái thay đồ đi mà. Wow, full vàng harem các bạn ơi. Em mèo Loli Yuki. Tính ở phần nào thì bay chẳng nhớ nữa. Bay nhớ là mang máng ở một bộ ngoại truyền hoặc là một bộ Lanobo riêng mà thôi. Wow, em Loli. Con rồng này mất dạy mày. Có một con rồng đứng ở chỗ không nên đứng, và đằng trước mặt có lẽ là Kirito rồi. Tội thanh niên bị nói xấu bao lần. Đây là Kirito và em gái, và có một khuôn mặt Kirito ở đây. Đây chính là nhân vật trong game của họ. Rất dễ thương phải không nào. Đây là Kirito, Asuna và con em họ đau đớn ở đằng sau. Kirito, Kim Thị Tô và Asuna. Wow, phun vàng rất dễ thương. Đây là phiên bản thú mèo các kiểu này. Đây là cái búp bê của Kirito. Em này là Vui. Vui hay Aoi? Aoi. Nói chung là admin, thành niên hack game mà, lúc nào cũng đủ vàng hết. Ngon lành ngay. Bộ này chắc đổi tới thành bộ Kirito và vàng harem của cậu ấy quá. Asuna. Asuna và Vui rất dễ thương. Asuna và con em họ. Kirito và dàn harem, Shinon, con em họ và Asuna. Wow, tấm này dễ thương quá đi. Asuna hơi 16 cộng đó nha. Đi ngủ mặc đồ gì vậy? Asuna ở trên một cái giường, chắc là chuẩn bị đi ngủ mặc đồ ngủ này. Kim Thito và Shinon có rất là nhiều súng và đạn. Kirito trong phiên bản này xài một cây kiếm và hai cây súng ngắn các bạn nha. Tuy nhiên rất ít khi xài đạn, hầu như không xài đạn luôn. Kirito và Shinon. Ribbit là Yuki và Asuna. Đâm bích. Gia đình Kirito phiên bản một vợ một chồng. Kirito coi em họ và Yui. Shinon Kute. Trời, bay thích Shinon lắm. Các bạn nào thích Shinon không nào? Tấm này rất là đẹp nè, một tấm ad về Shinon. Và đằng sau có lẽ là chính cô bé đó, phiên bản thực tại và phiên bản anime. Ở ngoài đời cô bé là một người khá nhút nhát sợ hãi, kiểu tự kỷ luôn. Mà trong game thì là một người rất là mạnh mẽ. Yuki, Asuna. Asuna, Kirito. Cậu ta có vẻ đang nhớ về cái vàng của mình. Kirito và gần full harem. Cái này là thiếu phần 4 các bạn nha. Là thiếu Igio với lại Elite nữa là đủ set nè. Shinon, Kim Thito. Yuki, Asuna. Wow, tấm này lần đầu tiên xuất hiện một người không xuất hiện trong dàn harem của Kirito. Đó chính là anh chọc cầm búa. Còn lại thì toàn bộ đó. Wow, một bộ bài biện áo tắm quá dễ thương. Si chuông là Shinon. Tấm duy nhất đây nè. Hồi những người bắn súng ở phần Gungi Online. Asuna tóc xanh. Wow, toàn mặc bikini thế này. Em gái Kirito. Phiên bản bánh bao. Phiên bản đầu bê. Gungi Online phần 2. Kim Thị Tô. Phiên bản gặp kim ánh sáng. Yuki. Kirito, Asuna và con gái. Wow, tấm này dễ thương quá nè. Em cầm búa tên gì bay lại quên tên hoài. Asuna. Quên kéo khóa quần kìa bạn ơi. Em Loli, em gái và Vui. Này là Kirito tóc dài à. Còn em kia là Shinon ư. Cái mặt này là không giống Asuna rồi, tại mặt nó nhỏ quá. Shinon và Kim Thị Tô. Đó chính là bộ chúng ta, và có hai là Joker các bạn nha. Và bay sẽ dừng review ở đây. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hy vọng có bộ khác nữa. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Buy Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybuybuy.com. Đổi quà miễn phí ở tập 226.
Bye bye bye. Chăm cam.